Thưa quý vị, với phụ nữ, một làn da không đẹp hay là bị nám là nỗi ám ảnh khiến chị em vô cùng mất tự tin. Hơn thế, điều trị nám da là một hành trình gian nan và không hề dễ dàng. Cuộc trao đổi sau đây với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thái Hà, giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y Hà Nội sẽ làm rõ nguyên nhân và cách phòng nám. Xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên của kênh truyền hình VOV. Thưa bác sĩ, phụ nữ sau sinh thì thường có một cái tâm trạng rất là buồn phiền bởi vì là họ xuất hiện những cái nám da trên mặt và gây cho cái nhan sắc của họ sẽ kém hấp dẫn hơn. Vậy thì hiện nay có cái biện pháp nào có thể điều trị khỏi hoàn toàn bệnh nám da hay không? Người ta thấy rằng là cái nám đấy liên quan chặt chẽ đến vấn đề lão hóa da và do đó thì chúng ta sẽ không đẩy lùi được lão hóa da. Chúng ta chỉ hiểu nôm na là gì? Khi tế bào của chúng ta bị lão hóa và bị yếu thì chúng ta cần một cái sự bảo vệ. Thì cái màng sắc tố đó chính là sự bảo vệ tế bào của chúng ta khỏi cái ánh sáng mặt trời. Thế chính vì thế thì khi tế bào của chúng ta khỏe thì nó sẽ nám nó đỡ. Giống như đứa trẻ đi biển cùng với chúng ta thì hai người đều đen như nhau. Nhưng sau đấy đứa trẻ về thì nó trắng trở lại bình thường. Còn chúng ta sẽ để lại một chút nám nhất định, một chút sắc tố nhất định để che chắn cho tế bào chúng ta bị yếu. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng như thế thì cái việc mà điều trị khỏi hoàn toàn 100% là khó. Đấy, là rất khó. Nguy cơ tái phát thì lúc nào tiềm ẩn. Trong thực tế khám chữa bệnh thì bác sĩ có gặp những cái tình huống nào mà chị em chữa nám mà để lại những cái hậu quả nghiêm trọng hay không? Vì cái việc là người ta không hiểu hết cái nguồn gốc của cái nám đó nên cái phương pháp điều trị thường người ta phụ thuộc vào các cái công nghệ cũng như cái quảng cáo bởi các cái phương pháp mà phải xâm lấn. Thế thì khi mà như vậy rồi thì nhẹ nhẹ thì các biến chứng tôi hay gặp là sau khi điều trị xong thì bệnh nhân tăng sắc tố lên rất là nhiều. Nặng hơn một chút nữa thì bệnh nhân bị rối loạn sắc tố, có nghĩa là mất các cái chỗ mất, chỗ thì đậm, chỗ thì mất sắc tố. Nặng hơn chút thì trong một số trường hợp thì nó để lại các vết sẹo. Sẹo có thể là thành cái sẹo trắng. Có là mất sắc tố vĩnh viễn. Còn nặng hơn nữa thì nó là các cái sẹo lồi, nó gây có thể thậm chí là gây co kéo bệnh nhân. Đấy, thì nó hay gặp nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân bị piu, bệnh nhân lăn kim nhưng mà sau khi lăn kim xong lại dùng những cái chất lột mạnh. Thưa bác sĩ, có không ít chị em phụ nữ sử dụng phương pháp laser trong điều trị nám và để lại những cái vết bỏng ở trên mặt. Vậy thì thực tế qua khám chữa bệnh của bác sĩ thì bác sĩ có gặp những cái tình huống này hay không và những cái hậu quả để lại là gì? Thường mọi người hay gọi là bỏng sau cái laser, tại vì nó sẽ tạo thành các vẩy rồi các bong vẩy ra để vết chợt cái vết loét và gây các sẹo lồi hoặc là cái sẹo lõm mất sắc tố thì mình nôm na mình hay gọi là bỏng. Đấy, còn một số trường hợp nữa thì người ta dùng các cái biện pháp mà bào bề mặt thôi nhưng mà nó lại là không bào sâu xuống mà chỉ nông ở phía trên thì nó không để lại sẹo nhưng mà nó lại kích hoạt cái việc và tăng sắc tố nên da mặt nó sạm đen lại và chúng ta cũng hay gọi đấy là gì, cháy xám sau khi mà điều trị laser, những bản chất nó là tăng sắc tố sau viêm. Bác sĩ có cảnh báo gì cho chị em phụ nữ trong cái việc mà đi điều trị nám để tránh những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra? Bệnh nhân khi bị nám thì nên đi đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để được các bác sĩ chuyên khoa da liễu có kinh nghiệm khám và tư vấn. Sau khi mà khám và tư vấn và bệnh nhân hiểu được cái vấn đề của mình rồi thì bệnh nhân hoàn toàn có thể chọn các biện pháp làm sao cho nó phù hợp với chính bản thân bệnh nhân về điều kiện về kinh tế, điều kiện về thời gian, cũng như điều kiện về chăm sóc của bệnh nhân thì mình sẽ phù hợp hơn. Bác sĩ nói thì hiện nay thì chưa có một cái biện pháp nào để điều trị khỏi hoàn toàn 100% nám ở trên mặt. Vậy thì hiện nay thì chúng ta có những cái giải pháp gì để cải thiện cái tình trạng nám của chị em phụ nữ? Thứ nhất là mình phải quản lý những yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ ở đây với phụ nữ đó là các yếu tố vấn đề về nội tiết. Ví dụ như bệnh nhân dùng thuốc tránh thai, bệnh nhân trong quá trình mang bầu thì đều có nguy cơ tăng. Đấy. Hoặc là một số rối loạn nội tiết của chị em. Đấy, thứ hai nữa là cái vấn đề về tuyến giáp. Bệnh nhân cũng khi có những rối loạn về vấn đề tuyến giáp thì bệnh nhân cũng nguy cơ mà tăng sắc tố nhiều hơn. Đấy. Tiếp theo là cái quản lý về cái tiếp xúc, cái môi trường tiếp xúc ánh sáng mặt trời. Chúng ta phải tránh nắng, không thì nó sẽ tăng cái nguy cơ lên. Xin cảm ơn bác sĩ những cái thông tin hữu ích mà bác sĩ đã cung cấp tới với khán giả của kênh truyền hình VOV.